Rồi, robot thành cục gạch là có thật nhé các bạn nhé. Thì đây là một cái ca bệnh con iRobot Roomba G7 Plus mà mình có tiếp nhận của khách trong cái tình trạng là robot bị khóa trẻ em, cái phím này sẽ không hoạt động được. Nhưng vấn đề ở đây là cái máy này là cái máy đã bị người khác sử dụng rồi, tức là nó đã tồn tại ở trên một cái account khác rồi. Cho nên là bạn này thì đầu tiên bạn có hỏi mình mua máy, cái máy G7 mình báo giá cho bạn ấy rồi, nhưng mà bạn ấy bảo là bạn tìm được một chỗ rẻ hơn thì mình cũng không có vấn đề gì vẫn về cái việc mua của bạn ấy, tức là bạn mua ở đâu là việc của bạn ấy, nhưng mà mình vẫn cho rằng ấy, là tiền nào nó vẫn là của đấy. Và khi mà mình mua, mình bỏ ra một cái số tiền đến gần 20 triệu mà mình lại đi tiết kiệm thì cái việc này nó hết sức là phi lý. Bởi vì ngoài cái câu chuyện về xuất xứ hàng hóa ra, nó còn liên quan đến kinh nghiệm của người bán, họ bán cho bạn cái sản phẩm đấy, họ sẽ hỗ trợ cho bạn cái gì và sau này họ sẽ support cho bạn cái gì và họ bảo hành cho bạn như thế nào và trách nhiệm của họ ra làm sao. Thì rõ ràng bây giờ bạn ham rẻ đây, giờ bên đấy nó cũng không giải quyết đây, mua của ông nào tên là Đặng Thắng. Thì mình nói thêm ở đây là cái trường hợp như bạn khách hàng này đang gặp phải là cái máy này thành cục phột phế liệu luôn, mà đây là có thật. Tại sao lại như thế thì mình sẽ giải thích kỹ cho các bạn hơn nhé. Mình sẽ nhận giải quyết cho bạn ấy cái trường hợp này với cái phương án giải quyết là sẽ chạy lại toàn bộ cái firmware cho con này và nhờ bên nhà phân phối can thiệp, chứ còn cái việc này thì thực ra là mình cũng không giải quyết được. Hiện tại thì iRobot chưa, ở cái thời điểm hiện tại mình đang quay video đây, hôm nay là ngày 6 tháng 6, hiện tại thì iRobot chưa đưa ra cái cách để mở khóa cho cái việc mà khi bạn đã lock sang một cái tài khoản khác và cái tài khoản cũ nó vẫn còn ở trên cái con máy này. Và vấn đề ở đây là con máy này đang ở tình trạng là bật cái nút khóa trẻ em. Thì bây giờ mình thứ nhất là mình muốn muốn kết nối với một con mới thì mình phải mở cái khóa trẻ em ra. Mình mở cái khóa trẻ em ra thì mình lại phải có cái tài khoản của cái ông cũ ông ấy dùng. Tức là bản thân ông này ông ấy mua con máy này không phải là máy mới mà do ham rẻ thôi. Chắc chắn với số tiền đấy thì lấy đâu ra máy mới. Cái máy này là đã, một là đã bị sai vào, hai là cái hàng đổi trả bảo hành. Thì những cái vấn đề đấy khi các bạn mua hàng bỏ ra nhiều tiền thì các bạn nên tự tìm hiểu. Thì đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết cái bệnh của con máy này. Thì giờ nhá, khi mà mình kết nối nó này, đây, nó sẽ ra một cái thiết bị và mình nhấn vào cái con tên là Zumba G7 55020 này. Đấy. Thì như các bạn đang nhìn thấy ở đây thì nó sẽ báo luôn cho các bạn thấy là cái con robot này đã được sai với một cái tài khoản khác. Và bây giờ nếu mà các bạn muốn kết nối với cái con này thì cách giải quyết là sẽ phải chuyển đổi cái chủ sở hữu cho cái con này. Tức là phải lock thiết bị ở cái tài khoản kia ra để đăng nhập vào cái tài khoản mới thì mới kết nối được. Nhưng mà vấn đề ở đây là thứ nhất là mình không có tài khoản cũ. Nếu cái câu chuyện mà các bạn có tài khoản cũ thì nó lại quá đơn giản. Đó. Cho nên là cái trường hợp này thì cũng những bạn mà đang dùng iRobot Zumba những cái dòng đời mới từ đời G trở lên thì cũng nên chú ý là khi mà mình sử dụng một cái tài khoản mà cái tài khoản đấy thì các bạn nên sử dụng cái tài khoản của chính cái email của bạn đang sử dụng để cho tránh những cái trường hợp về sau nếu mà mình có bị quên mật khẩu mình có thể lấy lại được cái tài khoản cũ mà mình và lỡ lại gặp thêm một cái trường hợp nữa là bật cái nút khóa trẻ em vào nữa thì lúc đấy mình có thể là giải quyết được bằng cách là dùng cái tài khoản cũ để mở khóa trẻ em ra trên app. Bởi vì hiện tại iRobot nó chỉ cho mở khóa trẻ em ở trên app thôi. Đấy mới là cái câu chuyện. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái chức năng là thay đổi cái chủ sở hữu. Đấy. Bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn, để cho các bạn thấy. Thì ở đây iRobot nó sẽ hướng dẫn cho các bạn là để thay đổi chủ sở hữu thì các bạn sẽ phải reset factory, tức là reset cứng. Nhưng mà câu chuyện nó sẽ bắt đầu từ đây. Bây giờ mình sẽ làm để cho các bạn thấy cái hậu quả của cái việc ham rẻ nhé. Rồi, bây giờ mình theo hướng dẫn của iRobot ấy, thì mình sẽ phải nhìn thấy cái nút này này. Đây. Cái bước đầu tiên là mình sẽ gỡ cái hộp rác ra.
Cái bước thứ hai là mình sẽ giữ vào cái nút clean trong vòng 7 giây cho đến khi nghe thấy âm thanh. Mình cứ giữ nguyên này. Mình sẽ thực hiện đúng theo hướng dẫn của hãng nhé, để reset cứng. Và sau khi nghe thấy âm thanh thì các bạn sẽ nhấn một cái để xác nhận đây, đúng theo hướng dẫn luôn, xác nhận là bạn đã được nghe thấy cái âm thanh đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước hướng dẫn thứ tư. Đấy là mình sẽ đợi cho cái vòng sáng xoay tròn này này nó Photoset when you see the button display a circling white line. Đây, cái vòng sáng này nó quay 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 này. Thì mình sẽ xác nhận là mình đã nhìn thấy và thực hiện tất cả 3 bước ở phía trước, rồi mình nhấn vào xác nhận. Đấy. Xong là mình sẽ đợi khoảng 2 phút cho đến khi mà cái vòng sáng này này nó đã khởi động xong. Đây, bây giờ nó vẫn đang trong cái quá trình khởi động. Thì đối với trường hợp này, khi mà mình đã reset cứng máy về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất ấy, thì bạn sẽ chính là người chủ sở hữu mới của nó. Nhưng vấn đề như mình nói ngay từ đầu video ấy, cái vấn đề ở đây là trước đấy con máy này nó đã bị kích hoạt cái chức năng khóa trẻ em. Một cái chức năng tưởng chừng như là rất là tiện và an toàn, nhưng mà đôi khi nó lại gây ra những cái như hiện trạng mà mình đang gặp phải, là mình sẽ không thể kết nối được với con máy. Bởi vì nếu mà kết nối với con máy thì mình sẽ phải ấn nút, mà ấn nút thì nó khóa cái nút bấm cho mình không bấm được, thì mình sẽ không thể thực hiện được cái chức năng như vậy. Cho nên bây giờ cách duy nhất mà mình sẽ phải làm đấy là reset factory. Thì mình sẽ thử reset factory cho bạn xem là nó có được hay không nhé, xem là may mắn của mình đi đến đâu. Mình mua một con máy mình tiết kiệm được một vài trăm nghìn hay là một vài triệu và không có một tí bảo hành nào, cái gì cũng không có, thì không biết là mình tiết kiệm như thế để làm gì. Như là đi mua Vietlott, sau khi mà mình đã nghe thấy cái âm thanh đấy thì mình sẽ nhấn vào cái mục I heard the sound đó, và bây giờ mình đợi vào may mắn thôi. Thì nó sẽ tự động nó detect cái trạng thái của con robot. Mình nghĩ là thay vì việc tìm những cái sản phẩm có cái giá rẻ bất thường ấy, thì các bạn nên dành kiến thức, một là tìm hiểu về xuất xứ sản phẩm, tìm hiểu về thương hiệu, tìm hiểu về nhà cung cấp cho mình, họ bán cho mình, họ có kinh nghiệm gì. Đó, bây giờ nó vẫn báo là con robot này vẫn bị sai vào một cái tài khoản khác, tức là nó được re-gifted vào một cái tài khoản khác. Cho nên là những cái bước này mình sẽ không thể làm được gì. Đó, các bạn thấy. Bây giờ nếu mà mình làm lại thì nó cũng chỉ thế thôi. Đấy, còn nếu bây giờ nhé, mình nhấn vào cái nút này ấy, thì nó sẽ báo là khóa trẻ em. Tức là đúng như cái anh khách ham rẻ này anh nói đấy. Con máy này bây giờ nó không khác gì một cái, gọi là một cái gì, nó không khác gì một cục phế liệu. Đây, giờ thành một cái cục phế liệu rồi. Thì con này mình cũng chưa từng xử lý, nhưng mà mình đã liên hệ với một nhà phân phối. Tất nhiên là nhà phân phối sẽ từ chối, tại vì nhà phân phối mà bên mình làm việc ấy, thì họ chỉ giải quyết những con máy mà do bên mình nhập và do bên họ xuất cho bên mình. Còn những cái con mà không cùng series, tức là những con không thuộc quản lý, thì họ sẽ không có trách nhiệm này.
và bộ phận support của hãng thì nó chỉ giải quyết những vấn đề liên quan đến việc người dùng, ví dụ như bạn không kết nối được thì support của iRobot họ làm rất là tốt, họ sẽ mình mail là họ sẽ support cho mình ngay. Còn những trường hợp này nó liên quan đến phần cứng rồi, bạn không thể làm gì được. Còn sau cái thời điểm này thì có thể là mình nghĩ là iRobot nên thêm cái tính năng mở khóa bằng thủ công ở trên này. Thì thay vì mở khóa bằng app thì mình sẽ là vô hiệu hóa cái tính năng mở khóa trẻ em đấy. Ở trên con robot này sẽ dễ hơn, ví dụ như là ấn vào đây khoảng chục cái thì nó sẽ vô hiệu hóa cái tính năng mở khóa khóa trẻ em thì sẽ tốt hơn hẳn. Rồi thì vấn đề ở đây là bây giờ mình sẽ liên hệ với một cái bên nhà phân phối, họ sẽ giải quyết cho mình cái này. Vì thực ra nếu với những cái con đời trước ấy, thì mình sẽ chạy lại firmware, tức là máy nó sẽ làm ROM từ đầu, coi như sẽ trở thành một cái máy mới cài đặt lại từ đầu luôn. Thì khi đấy sẽ ok, nhưng mà vấn đề là cái máy này mình cũng không có cái firmware đấy. Và bây giờ nếu mà muốn chạy lại thì mình sẽ phải nhờ vào bên nhà phân phối để giải quyết. Thì họ sẽ chạy lại cho cái anh khách này cái con này. Nhưng mà tất nhiên là bây giờ anh này sẽ bị mất chi phí. Và như thế thì các bạn có thể thấy là đây là may là còn có thể cứu được. Còn nếu không thì đúng là mình bỏ tiền ra để mua một cái cục phế liệu về. Cho nên qua đây thì mình cũng muốn nói với các bạn là khi mà các bạn bỏ tiền ra các bạn mua ấy, thì các bạn nên trang bị đầy đủ kiến thức cho mình nhé.